Có thể là bạn sẽ cài đặt tất cả một lúc hoặc vừa sử dụng, đến khi nào thấy cần thiết thì tìm thêm các plugin khác để hoàn thành được công việc của mình. Và đến bây giờ chúng ta đã có thể tập trung vào việc xây dựng website từng bước một, tương tự như cái quá trình mà chúng ta đã thiết kế giao diện của website. Ở trong cái bước vận hành này thì chúng ta sẽ còn có 4 cái công việc nhỏ cần phải làm. Đó là tạo header, tạo footer, tạo post và tạo page. Tức là sau khi mà đã cài đặt xong theme, cài đặt xong cái page builder cũng như là các cái plugin khác, chúng ta cũng đã đủ những cái công cụ để chúng ta có thể sử dụng để vận hành, xây dựng lên cái từng cái khu vực trong website của mình. Và cái quá trình này sẽ nó tương tự như quá trình các bạn thiết kế giao diện. Trong quá trình thiết kế giao diện thì chúng ta sẽ đã có 2 công việc lớn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo header và thiết kế những footer. Cái này sẽ phục vụ cho cái việc là tạo ra hai cái thứ mà sẽ áp dụng vào từng cái trang đơn trong website của bạn. Sang cái bước thứ hai, chúng ta sẽ đi vào xây dựng cái phần thân nội dung chính của trang. Và chúng ta sẽ có 2 cái công việc nhỏ, đó là tạo post và tạo page. Tức là chúng ta sẽ có 2 cái loại trang trong cái phần mà xây dựng cái nền tảng website. Và bắt đầu từ cái việc là tạo header và đi kèm theo đó là menu và logo. Thì ở đây thì trước khi bắt tay vào công việc thì chúng ta cần có một cái lưu ý rất quan trọng. Khi mà biến những cái ý tưởng thiết kế, những cái hình dung thiết kế thành một cái sản phẩm website có những chức năng hoạt động một cách thực sự ở trên Internet. Ở đây thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có 2 cái bảng thiết kế, 2 cái bảng giao diện khác nhau cho cùng một cái header của phòng khám nha khoa Dr. Lê Hưng. Vậy thì tại sao chúng tôi lại đưa ra 2 cái bảng khác nhau này? Sẽ có một cái điều mà các bạn cần lưu ý, đó là thiết kế hiện tại ở trên website và cái thiết kế phát thảo lúc ban đầu ở bước thiết kế sẽ có thể tồn tại nhiều cái điểm khác biệt. Có nhiều lý do, mà đầu tiên nó là việc sử dụng một cái hệ thống quản trị nội dung như là WordPress và đồng thời một cái theme như là Avada thì sẽ không phải, mà nếu như bạn không phải là bạn tự gõ từng đoạn code một ngay từ đầu thì sẽ rất khó để có được một kết quả cuối cùng giống hệt như là mọi cái ý tưởng mà bạn muốn. Giữa ý tưởng và hiện thực luôn có những khoảng cách. Do đó thì việc hình thành ý tưởng và phác thảo thiết kế ban đầu sẽ chỉ đơn giản là phác thảo, chỉ đơn giản là hình dung. Và một cách khác là bạn cũng có thể là thiết kế lúc ban đầu dựa luôn theo những khả năng thực hiện, dựa luôn theo những khả năng mà hiện thực hóa được chúng. Đây cũng là một lựa chọn không tồi, bởi vì là cái theme Avada thì vẫn luôn có khả năng là tùy biến rất mạnh. Và hơn nữa thì bạn vẫn còn có thể là tự thêm được một cái vài đoạn code, thêm một cái vài đoạn mã để có thể sửa thiết kế của ý theo ý của mình. Phần này thì chúng tôi sẽ đề cập đến sau. Cái lý do thứ hai đó là khi bạn thực hiện, khi bạn đã biến được những cái bản thiết kế này thành hiện thực thì chúng vẫn còn có thể tiếp tục được chỉnh sửa nữa, có thể thay màu, thay đổi vị trí, ví dụ như vậy. Những cái thay đổi này có thể là thực hiện bởi vì rằng là chúng ta còn có những sự góp ý và có thể được duyệt bởi những cái người khác như là đồng nghiệp, sếp hay thậm chí là khách hàng của chúng ta. Do đó chúng ta sẽ không nên quá cứng nhắc khi mà thực hiện công việc của mình, và bởi thực sự là cái việc này là không cần thiết. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm ngay theo cái thiết kế thứ hai, chính là cái bước thiết kế thứ hai ở bên trên. Thì phân tích một chút thì header là cái phần trên cùng của một trang web, và thông thường thì nó sẽ được đè lên bằng một cái logo có đường dẫn từ cái trang chủ, và một nhóm cái menu sẽ có cái vai trò là điều hướng giúp người dùng đi tới những cái chủ đề mà quan tâm. Thì header cũng sẽ được chia làm 2 khu vực, đó là đầu tiên đó là một cái top navigation hay còn gọi là top header, có cái địa chỉ liên hệ rồi hotline, đường dẫn từ các mạng xã hội ở đây. Rồi cái main menu rồi tiếp theo chúng ta sẽ còn một khu vực nữa là cái khu vực main navigation, trong cái phần màu trắng này sẽ có những cái logo và sẽ có cái menu chính, cũng hình như là cũng có biểu tượng search, một cái ô tìm kiếm ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra cái header này như thế nào? Sẽ có 2 công việc lớn. Công việc đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái menu chính. Menu là một phần rất quan trọng ở trong một cái website cũng như là trong cái header. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái menu chính này. Và đồng thời sau đó chúng ta sẽ mới bắt đầu đi vào chỉnh sửa những cái nội dung ở trong cái phần header. Chúng ta sẽ tạo logo, rồi tạo ô tìm kiếm, rồi chỉnh sửa những cái top header. Và đó là 2 công việc phải làm.